Hi, chào anh em Bảo, xin chào nữa. Mình từ lũ anh chị Tám. Rất vui quay trở lại các bạn trong video ngày hôm nay với tiếp tục là series test Benimaru trong hai clip trước ở hai hạt khác nhau và đây sẽ là số 3 luôn. Thì mình đều đã test Benimaru với những cái món đồ khác nhau theo chủ định của các lão ý. Hôm nay cũng là ngày thứ 3 trong cái chuỗi sự kiện liên quan đến Benimaru. Nó chính thức đi được một nửa chặng đường vì tổng thời gian liên quan đến Benimaru là 7 ngày các bạn ạ. Thì bây giờ mới là ngày thứ 3. Nó là một nửa chặng đường, không phải vì là 3 trên 7 mà nó là kết thúc cái sự kiện tiêu kim cương đợt thứ nhất. Chúng ta sẽ còn một sự kiện tiêu kim cương nữa của đợt thứ hai, nó khác hoàn toàn với sự kiện đợt lần này nên mình nhóm một nửa nó là như vậy. Đến ngày thứ ba này thì mọi người cũng đã có nhiều cái định hướng cho Benimaru ở mức độ chuẩn xác hơn, đồ gì theo kèm với nó là tốt nhất, ở vị trí nào là hiệu quả nhất. Thì trong clip này mời các bạn cùng theo dõi nhé. Đây mới là chỉ một con Benimaru ở trạng thái 5 sao thôi, nhưng tổng lực chiến của nó không tồi đâu, lên tới hơn 1,1 triệu so với các vị trí như Kyo hay là Shingo thì đều không thua kém. Nó thua kém bộ ba chủ lực này thôi, Clark, Kula và Hayden. Nhưng các bạn sẽ bất ngờ đấy, bởi độ trâu bò của nó khi được lắp chuẩn đồ không thua kém gì Hayden đâu. Đồ của Benimaru phù hợp nhất mà lão Tony lão ấy đã test rồi, đó là hồn thượng lam Devil. Tất nhiên cao cấp nhất thì là Devil 5 sao, còn Devil 3 sao cũng rất khó chịu rồi khi mà nó phản lại được cái ám từ bên đội bạn. Các đồ khác trong team mình cùng với các bạn lướt nhanh, bao gồm Kyo là bão tố 3 sao, Kula là phong ấn, đây là gì nhỉ, Shingo là bất khuất 3 sao, Dulon sẽ được, Hayden sẽ được cầm một được 5 sao. Các bạn sẽ thấy sát thương của nó còn kinh khủng khiếp hơn cả Clark. Mặc dù Clark chỉ là một võ sĩ vệ, một võ sĩ đả mà đang được lục môn thôi, trong khi đấy Hayden mới tứ môn thôi. Hồi hồn được 5 mà đông lạnh 5 sao nó ảo diệu vô cùng luôn các bạn ạ. Ảo kinh khủng khiếp. Đây là hồn được 5 mới nhất ở server quốc tế. Ê, nào, chúng ta sẽ vào đấm nhau luôn các bạn nhá. Đồ cho Benimaru thì cũng bình thường thôi, các bạn nhìn chỉ số lực chiến là biết rồi. Còn đâu chủ yếu mình xin nhắc lại vẫn là bộ ba Kula, Hayden và Clark. Trong đó thì theo mình Hayden là quan trọng nhất. Ê, cầm đồ kinh thật. Mình tin tưởng rằng ở cái thời điểm mà ở server này bắt đầu xem nhau rồi các bạn ạ. Long 66 hiện nay chỉ có hơn top 2 là trọng F75, tầm chưa đến 10% chỉ số chiến. Đấy, hơn Feta cũng tương tự như vậy thôi. Rất là gần, các bạn nhìn thấy bên này rất gần luôn. Mãi đến ông VN Shin thì bắt đầu là mới ở một cái tầm khác. Thì các bạn để ý là server này chia ra làm 6 ông đầu sẽ là chơi với nhau. Còn từ ông 7 trở đi thì lại là ở một cái trò khác các bạn nhá. Ê, 6 ông là thừa sức gọi là cạnh tranh rồi các bạn ạ. Hai ông thôi cuộc chơi đã thú vị hơn nhiều ấy, 6 ông thì đánh nhau loạn xì ngầu luôn. Chúng ta sẽ test trận đầu tiên với VN Sài Gòn. Mình tin tưởng rằng Trọng, Sài Gòn và Tony ba ạc này sẽ là ba ạc thay phiên nhau tranh nhau cái hạng top 2. Nó sẽ có tỷ lệ thôi. Đâu đó cần khoảng tầm, mình nghĩ rằng 2 tuần, ít nhất phải là 2 tuần thì nó mới cố định được. Khi mà mọi người bắt đầu xoay team, đổi các tư thế khác nhau để tìm ra đâu là phù hợp nhất thì khi đấy nó mới cố định được. Còn giai đoạn này vẫn sẽ là gọi là hên xui đấy, và có một sự thay đổi nhỏ thôi, kết quả trận đầu nó cũng sẽ khác. Bên đội hình của Sài Gòn thì đầy đủ các võ sĩ chuẩn của bộ đội hình top 1 từ thời điểm hiện tại, với ba con vệ là Hayden, Athena và Dulon, trong đó Dulon thì dí hàng sau. Omega Dugo vẫn sẽ là chủ công. Có điều nếu như mà Hayden cầm đông lạnh 5 sao thì mình tin chắc chắn rằng Hayden mới là võ sĩ chủ công các bạn ạ. Đam của nó phải nói là mình vô cùng bất ngờ luôn. Ok, khống chế của bên đội bạn đang là ghê gớm. Bên đội hình của lão Tony thì có vị trí Shingo đang là vị trí yếu nhất, và trong tương lai nếu như thay thì mình đoán là sẽ thay thằng Shingo này. Whip hoặc là gì thì cũng thay bằng Shingo hết thôi, thay vào vị trí Shingo thôi. Rồi, đây mới là lượt thứ hai thôi, Hayden chưa tích lũy được nhiều sát thương đâu, nghĩa là nó sẽ còn đam to nữa đấy. Từ từ nha, mình để trạng thái không làm phiền đi. Ok, hiệu ứng các bạn nhìn thấy khiếp người luôn.
Nhìn nhanh thì Benibaru đã tiêu đến 4 tầng sấm sét chôn vùi rồi. Chuẩn bị ở đến tầng thứ 5. Khi mà chia tiêu hao hết 5 tầng thì Benimaru sẽ không thể bị đánh bật miễn chí tử đâu. Đấy. Các bạn để ý Benimaru vừa có một pha ẩn thân luôn. Đấy. Vì Kyo à vì cái gì nhỉ? Kyo hàng sau ẩn thân rồi, không có này hàng sau nữa thì Benimaru sẽ ẩn thân. Từ từ mình xem nào. Quả vừa rồi là Benimaru không, vẫn còn một tầng sấm sét chôn vùi đấy. Đại loại là nó chưa mất miễn chí tử đâu. Trong hai clip trước mình test Benimaru thì quả thật là các thường là nhận về các bạn nhận về thất vọng nhiều hơn bởi cái lượng chống chịu khả năng chống chịu cái phó mặt của nó hoàn toàn lép vế hoàn toàn so với Hayden không gom góp được gì đáng kể cả, nhưng trong clip này thì nó sẽ là sự khác biệt nha. Mình nghĩ rằng Hayden bên đội Sài Gòn cũng ở trạng thái là 5 sao rồi. Còn Hayden ở trạng thái 5 sao thì nó không chỉ thủ trâu mà lượng sát thương của nó theo mình là chỉ có thể đánh đổi bằng khiên có khi cũng không được vì đánh xuyên khiên. Chỉ có thể đánh đổi được bằng miễn chí tử thôi các bạn ạ. Hay là một cái tia sét của Benimaru mình nghĩ rằng mới đủ sức để gọi là chống được. Chứ còn đâu đam nó to lắm. Rồi, khống chế phải gọi là quá nhiều tới từ Sài Gòn. Khiếp thật. Ok. Đội hình của hai bên ngoài vị trí Benimaru đối trọng với Athena ra. Nó còn một vị trí nữa đó là Clark đối trọng với Omega Dugo. Hayden của bên phe ta đang tỏ vẻ nép vế so với Hayden bên đội bạn. Nhưng bây giờ bắt đầu lại cân cân rồi các bạn ạ. Các bạn để ý bên hay đơn đội bạn cũng chỉ còn một lần miễn chí tử thôi. Với hồn lực 5 đông lạnh 5 sao thì mình không thấy hay đơn trâu hơn mà chỉ thấy nó đam to hơn thôi các bạn ạ. Còn đâu thì nó vẫn sẽ bị đấm chết một cách dễ dàng nếu như mà dồn đủ sát thương. Clark các bạn thấy đam không hề tồi một chút nào cả. Rồi, hy vọng rằng đợt này Hayden Feta sẽ có phản kích. Hút chết các bạn ạ. Méo Hayden xít đây tèo. Phải nói rằng Athena khi mà đi với Hayden thì nó phối hợp với Hayden dễ hơn. Vì nó sẽ búp máu được cho Hayden. Còn Benimaru thì không. Benimaru là hỗ trợ hàng sau chứ nó không có hỗ trợ hàng trước một cách chủ động. Chẳng qua là người ta đánh vào hàng trên thì thay vì đánh vào Hayden thì bây giờ đánh vào Benimaru thì nó đỡ chết thôi. Ngay thì nó đỡ ăn sát thương thôi chứ còn nó không có hốt búp gì cho nhau cả. Trong khi đấy thì Athena búp cho toàn bộ đồng minh. Ok. Các bạn thấy ở trạng thái là 5 sao nhị môn thì Benimaru sẽ hồi tia sét chậm hơn. Tỷ lệ khống chế của Benimaru cũng kém hơn. Thành ra là nó có thể nói là nhanh chết hơn. Nhưng các bạn thấy nó cũng sống lâu hơn so với Hayden. Nên mình nói thật là ở cái meta hiện tại khi đối đầu với đông lạnh 5 sao thì cái tầng sấm sét của Benimaru nó phát huy sức mạnh đến cực điểm. Ở lượt thi đấu này khả năng rất cao là Hayden đội bạn cũng sẽ nằm xuống. Chúng ta sẽ cùng chờ xem. Khi đấy thì thế trận sẽ trở nên cân hơn các bạn ạ. Đúng là như vậy các bạn ạ. Mình bảo rồi mấy ông này đồ điếc các thứ là ngang đều ngang ngon ngang nhau. Rồi Benimaru chính thức ẩn thân. Khi mà đạt tới 5 tầng sấm sét, 5 gọi là 5 5 tầng sấm sét chôn vùi đấy. Và không còn ai ở đằng sau. Như vậy toàn bộ đội hình tiến vào quá trình gọi là ẩn thân. Benimaru thì có một trong những điểm yếu đó là không có khả năng tự giải hiệu ứng cao. Rồi, cú đá băng của đội bạn đang phát huy tác dụng. Ghê gớm. Có điều bên mình thì được lợi hơn một điểm nữa so với đôi bạn nhé. Mình thấy đó là cái viện trợ. Bộ ba viện trợ của VN Sài Gòn đều là những đồ miễn phí. Trong khi đấy phe ta là Mai, là Sơ Mi Lôi. Tất nhiên so với võ sĩ chính thì tụi nó chưa bằng được. Nhưng cũng phải bằng được phân lửa đấy. Cũng có góp công đấy.
Rồi, sẽ có một pha tuyệt kỹ nữa của Clark. Omega Google thì highlight quá nhiều rồi, nhưng Clark thì ít, vì ít người dùng thôi. Phải nói là lão Tolly cũng khá liều lĩnh khi mà dám chơi cả Benimaru lẫn Clark. Đó là hai vị trí rất ít người dùng. 4 tầng sấm sét chôn vùi và Benimaru tiếp tục chuẩn bị ẩn thân. Ok. Không, Benimaru lần này búp ẩn thân cho Clark các bạn ạ. Lúc nãy là Clark nó bị tức ẩn thân rồi. Bây giờ không chưa ẩn thân thì nó sẽ ưu tiên búp cho Clark. Rồi, mình để ý rằng mặc dù mới chỉ có nhị môn thôi, nhưng số lần tiêu hao gọi là 5 cái tầng chôn vùi của Benimaru là cũng khá nhanh đấy các bạn. Vèo 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 đủ 5 tầng ngay thôi. Có điều để giết được Cula Băng của đối bạn cũng là không hề dễ dàng đâu. Hơi khẩu hại, hơi hơi mệt rồi. Các hiệu ứng của cả hai bên là quá nhiều. Nhưng đội bạn mình cảm giác là có cái khả năng giải hiệu ứng tốt hơn so với bên phe ta. Các bạn để ý gần như Clark và Benimaru không được chơi. Bên đội bạn thì cũng có khoảng 3 người không được chơi. Thường là 2 đến 3 người không được chơi. Hiệu ứng băng cứ gọi là ngút trời luôn. Méo ề ra. Đông lạnh của cả hai bên đều đã rời khỏi sân rồi mà các bạn. Thế giới băng lại quay trở lại một lần nữa. Phe ta thua phải nói là sát nút. Thua thua sát nút đấy các bạn ạ. Còn Hayden của bên mình trận đấu này mình thấy rằng nó cũng bị khắc chế khá nhiều. Kể ra phải đánh xuyên được Athena thì mới dễ ăn các bạn ạ. Xuyên được, Hayden đông lạnh năm sau xuyên được. Rồi, thua không cam tâm cho lắm. Thật sự. Ê, này, đã đấm nhau thắng VN báo à? Điểm VN báo à? Wow, đội viên cũng thế các bạn, mấy ông này nhìn na ná như nhau thôi mà. Thậm chí ông Tam này các bạn nhìn cũng thế. Từ hạng đâu xem nào, xem ông hạng 2 có khác gì không? Y chang luôn các bạn, y chang luôn. Ở ông hạng 1 là gì khác một tí. Còn đâu bốn ông chơi giống nhau, trọng ông VN Sài Gòn ông báo với ông Time này. Đội hình giống y xì phốc nhau, không khác một lì gì cả. Ở một góc độ nào đó mình có thể coi đó là sự nhàm chán, nhưng ở một góc độ nào đó khác mình có thể coi đó là sự chuẩn bài đấy các bạn ạ. À, xem còn cái phương hướng nào để mà mình gọi là xoay tua không. Ao ấy là Hayden đông lạnh 5 sao thì còn biết thế nào nữa. Châu đến thế là cùng rồi. Hàng trước bên mình còn có Shingo. Mình nghĩ rằng Shingo không phù hợp lắm. À, cái gì nhỉ, mình sẽ đổi hai vị trí này cho nhau xem thế nào nhé. Đấy, Shingo nó chết đi thì Benimaru và Hayden đỡ bị ăn sát thương lan. Và ngoài ra thì bảo vệ ai thì bảo vệ thằng Kyo thì mình thấy nó không đáng. Đấy, Kyo nó không cần thiết để bảo vệ cho lắm. Trong khi đấy Clark mình thấy rằng là võ sĩ cần được bảo vệ. Clark cũng có phản kích nhưng chỉ phản kích một lần. Và điều kiện phản kích là phải full nộ, không phải dễ dàng lắm. Nó cũng cần một võ sĩ gọi là nếu như mà được ẩn thân nhiều nó sẽ được búp nộ. Rồi là búp sát thương các thứ, búp máu. Đấy, thì nó sẽ tốt hơn. Còn về độ chống chịu của Benimaru, mình xin nhắc lại là mình tính rồi nha, là mình sẽ lấy Benimaru không chơi Athena nữa. Còn nếu như tốt thì lấy cả hai cũng được, thì cả hai con, mỗi con nó đều có một cái hay. Nhưng mình thấy rằng để chống lại được cái đông lạnh 5 sao ở trạng thái Hayden này thì buộc phải hy sinh một lần mỹ trí tử. Đó là một tầng sấm sét chôn vùi. Chứ những cái hội ví dụ như Athena các bạn ạ, nó không thể đỡ được đâu. Áo đỡ được đâu mà. Số lần mỹ trí tử của Athena như vậy vẫn là ít ạ. Rồi, giải hiệu ứng cho toàn bộ đồng minh rồi. Các bạn để ý Omega Google của hai bên. À không, bên mình nhắm đích của Omega Google. Omega Google của phe bạn cảm giác khá nhạt nhòa. Đây chỉ là lượt thứ 1 thôi, chưa có gì gọi là đột biến cả. Eo ấy là Hayden ăn ngập mặt hiệu ứng, tê liệt rồi cấm chiêu, cấm chủng và thứ kia. Thì khó để mà cho Hayden bên phe ta có cơ hội phản kích được đấy.
Vai cầm chiêu tới từ Dulon. Bên mình là Shingo, bên họ là Dulon. Hơi phí khi mà chỉ ăn được cái khiên nhỏ. Rồi, 16 tầng, may. Sát thương đối bạn cũng hơi yếu, chứ để hay đơn mà 20 tầng mà không được phản kích thì mới là cay. Ví dụ như đôi bạn các bạn này, hay đơn với đôi bạn đang 20 tầng ấy, nhưng mà họ không thể phản kích được vì đang bị khống chế của các bạn ạ. Thì cả hai bên khống chế quá nhiều rồi. Một pha cướp lượt tới từ Benimaru. Đủ lăng tầm 5 tầng sấm sét đầu tiên. Nó sẽ kích hoạt. À, bắt đầu từ thứ hai trở đi nữa. Cái chuyển hóa công thủ này sẽ tăng công cho phe ta, tăng nộ nữa, tăng máu nữa và giảm các tỷ lệ liên quan đến phòng thủ của bên đối bạn. Đợt này phe ta lấy được rất nhiều miễn chí tử luôn. Hay đơn đối bạn chỉ còn một lần biến hình, một lần miễn chí tử đấy. Phát trước mình để ý hình như không kích hoạt chuyển hóa công thủ hay sao ấy, không để ý. Đấy, cái gì nhỉ? Kyo thì nó có lần ẩn thân rồi, mình nghĩ là Kyo không cần thiết phải đứng sau Benimaru đâu. Ok, ngon đấy, các vị trí quan trọng nhất đang được tung chiêu. À, thì coi thường Clark cả, coi thường Clark cả. Trận đấu này mình thấy rằng Clark đang hữu dụng hơn Omega Dugo. Và mình cũng hơi khó hiểu, không hiểu sao Omega Dugo đối bạn nó lại lười hoạt động đến như vậy. Cảm giác cứ đứng chơi ấy. Rồi, khống chế gọi là ngấp ngút trời luôn các bạn ạ. Bên đội bạn cũng dính choáng là do Benimaru phản ám đấy. Thề Benimaru có hồn vũ khí thì cũng có khiên luôn. Rồi, một pha phản sát thương tới từ Hayden. Bên phe ta đợt này Hayden ngon luôn. Mình chả biết nhà đâu nhá, nhiều khi nó hên ấy. Chuyển hóa công thủ nó chỉ được có một lượt thôi, nhưng nhiều khi nó lại được quan trọng. Rồi, lấy miễn chí tử của Benimaru ngọt sớt. Và sát thương lan chết cả ông thần ở ngoài kia, chết cả con Athena các bạn ạ, vãi cả xoài. Ai bảo đỡ hộ sát thương. Quả này Clark full highlight luôn các bạn ạ, lại chí mạng nhưng quả chắc là đam bé thôi. Hayden hoàn toàn không thể phản kích được. Hồn lực lam đông lạnh chỉ kháng được băng, chứ tê liệt rồi là choáng nhất là không được. À, hình như đội bạn không, hình như đội bạn cho Omega Dugo cầm băng các bạn ạ. Omega Dugo cầm băng thì Omega Dugo được chơi, sống lâu hơn. Tất nhiên Hayden sẽ bị yếu hơn, Hayden với đội bạn gần chết rồi. Trận đấu này tỷ lệ thắng nghiêng về phe ta chắc chắn sẽ cao hơn. Các bạn nhìn thấy Hayden còn nguyên máu và Clark thì đang được ẩn thân. Ê, hợp lý không? Hợp lý vai. Méo ơi, tôi bảo chuẩn đồ mà đấy. Team nó cũng hợp lý đó các bạn ạ. Các bạn tưởng tượng ví dụ như team mình cũng giống như team bạn nhé. Thì nó biết lắp Benimaru búp cho ai đâu. Thề búp cho Omega Ruggles với Benimaru là cặp bài cực tệ. Búp cho Kula tồi, vì Kula nó có khiên, đánh hết được khiên Kula còn ốm. Mà số lần miễn chí tử của Kula nhiều lắm. Búp Kyo thì ôi trời ơi, chả nhẽ búp Dulon à? Không bao giờ, thì tí bốn tanh à? Không bao giờ luôn. Cùng lắm búp cho Kula đúng không? Nhưng thế là phí. Vì Kula không thể xuyên được hàng sau đâu các bạn. Đánh hàng trước còn chán hết được. Rồi, 40 triệu sát thương tới từ pha phản kích của Hayden. Chưa phải là mắc ping đâu các bạn. Đội bạn nó đang có 3 tầng chip nên nó không bật về không được đấy. Rồi, Kyo chính thức là võ sĩ hy sinh đầu tiên, hợp lý thôi. Bay màu Hayden rồi. Chỉ có Hayden mới đánh được Hayden kiểu đấy thôi. Vì vì thủ Hayden nó trâu lắm các bạn. Nhưng mà cái phong ấn à, cái gì là Winter 5 sao thề với các bạn, sát thương nó ảo vô cùng luôn. Đam siêu to khổng lồ luôn. Athena một mình chứng chịu trận này thì cũng bay màu nhanh thôi, chắc chắn là như vậy. Các bạn sẽ thấy Clark trận đấu này có nhiều nộ hơn, được chơi nhiều hơn, không thấy nó không chế mấy. Do là cứ một lúc lại được Benimaru búp cho một ít đồ ẩn thân. Phe ta hoàn toàn không có Athena để hồi máu đâu. Người hồi máu là viện trợ Mai và kỹ năng của các võ sĩ thôi. Bản chất của thằng Benimaru này thì na ná gần gần giống như của Shigo.
cũng đứng chịu đòn thôi. Mẹ nó không có phản kích phản nhiệt gì đâu. Nhưng mà nó đứng không thôi nó cũng rất trâu rồi các bạn. Đấy, đánh thoải mái đi. Tầng sấm sét của Benimaru còn nhiều. Trên kia mình nhìn còn 4 tầng nữa. Đây mới chỉ là nhị môn thôi. Nhìn chung thì bát môn nâng lên càng cao thì nó sẽ càng dễ dàng có được cái tầng gọi là hồi sợi hồi cái tia sấm sét các bạn, nó lại càng trâu. Nên các bạn có điều kiện thì cứ lục môn nhé. Đấy, còn thiếu điều kiện thôn vũ khí thôi cũng ngon rồi. Ok, đội bạn đang binh bại như núi lở. Và các bạn nhìn thấy Clark một lần nữa lại được trốn. Do Benimaru thôi, hợp lý. Đây là một pha sát thương của Hayden. Lấy được khiên của Kula, tiếp tục là khiên của không, quả đấy là nó ăn hẳn vào máu của Athena đấy. Trời ơi, khống chế bị gọi là ngập trời luôn. Khí thế gọi là ngút trời luôn các bạn. Rồi, Shingo bây giờ mới chết. Hoàn thành nhiệm vụ rồi. Ok. Các bạn hãy thấy một phiên bản Clark hoàn toàn khác khi mà đi cùng với Benimaru. Quả thật mình thấy rằng Sài Gòn hay là ông Trọng F75 hay báo bủng gì đấy không lấy Benimaru là hợp lý. Vì lấy về biết búp cho ai, thế búp cho ai mới là vấn đề. Omega Ruggles nó cần bị đánh trong lượt của đối phương để nó còn phản kích. Thôi hay đơn tèo rồi à, thì này thì lại bên phe ta vẫn có lợi thế hơn khi mà có tanker đứng hàng trước. Chỉ đội bạn để tanker đứng hàng sau như thế kia, Kula nó chọi thẳng vào mặt. Mà khi để Kula nó chọi vào thì kể cả Omega Ruggles cũng bị khống chế. Mà đã bị khống chế thì nhanh chết lắm. Này cu Hayden là một con tanker hèn nhát thôi các bạn. Không phải ngẫu nghiễm nhiên công ấy toàn cho Dulon ra hàng sau đâu. Đến hội kia còn không giết được Benimaru, hội này làm gì đủ tuổi. Các bạn nhìn số tầng sấm sét của Benimaru còn 3 tầng nữa. Xin nhắc lại, đây chỉ là một con Benimaru nhị môn thôi các bạn ạ. Kinh vãi đúng không? Đi nó hợp team nó thế. Mình nghĩ đây là phải nói là hiếm hoi mà Benimaru đi với Hayden không bị xung đột nhau. Nói thật là vì đội bạn cũng đồ cũng khỏe quá. Nên đánh là tấn công nó ngang ngang, ngang nhau đấy, không phải yếu gì đâu. Rồi, cú đá băng được đấm vào hàng sau thì còn gì hơn. Ê, Benimaru nó phản phản ám cho đội bạn ám diều luôn. Có lượt cũng không thể chơi được ấy. Khiếp người luôn này. Rồi, đủ lăng tầm 5 tầng sấm sét lại ẩn thân. Còn Omega Ruggles chỉ ăn được mấy cái tia sét của Benimaru thôi. Và tất nhiên số tia sét của Benimaru là có thể coi là miễn phí và bao la các bạn. Còn lâu mới đánh hết được các tầng sấm sét của Benimaru. Eo ơi, highlight trận này hoàn toàn thuộc về Benimaru và Clark các bạn ạ. Hiệu ứng đâu. Server này hiệu ứng nó vẫn gọi là ngút trời. Ok, win. Eo ơi, đừng bảo lượt 20 đấy. Clark vẫn còn một lần tuyệt kỹ nữa. Và mình tin là đội bạn cũng đang ở những lần vị trí từ cuối cùng rồi. Bị đục từ lẫy tới giờ rồi. Thế Cú La Băng nằm chờ chết thôi. Eo ơi, trận này mà không thắng được, tức là bên mình là bên tấn công. Nếu như mà huề thì là bên mình thua. Thì phải nói là phí, rất phí các bạn ạ. Đây sẽ là pha cuối cùng. Hy vọng là sẽ thành đấm chết được đội bạn nhé. Đây một pha truy kích. Cày thế nhở. Eo ơi, đội bạn thủ thế thành công. Hiệu ứng nhiều quá các bạn ạ. Quá nhiều luôn. Clark bên mình đứng sau Benimaru. Eo ơi, nói chung là đỡ đội kia. Con Cú La Bằng này phí quá. Phí quá, thật sự. Đánh lại chắc chắn là có tỷ lệ thắng ấy. Để nhà ngon hơn ông Tony ấy. Ê, thôi xem thế các bạn biết hợp lý rồi nhỉ. Hết lượt rồi nhá. Hẹn các bạn trong các clip tiếp theo. À, mình lấy Benny thì các bạn xem tẹt luôn. Ê, mình có bão tố. À, cái gì gọi là debut 5 sao. Hợp lý à. Mèo ấy, chán ghét con Yumi với
thằng Bánh Bao lâu lắm, hoi hẹn các bạn trong các clip tiếp theo. Thank you lão Tony nha. Làm hết đi các bạn nhá. Lão ấy quay ra được võ sĩ hên hên rồi sao? À quay được vụ. À kể các bạn câu chuyện, các anh em nghe thì đừng có nghe tị vì nhiều người được như thế lắm. Chứ không phải là chỉ 10% đâu các bạn ạ. Đâu rồi? Từ từ. Đây ông ấy không mua hộp nào đây trong này các bạn nhá. Đâu rồi? Ông ấy bảo mình show thoải mái, ông ấy không giấu gì đâu. Trời, béo phải giấu. Show thẳng ra còn không ăn ai, không giấu. Đây nha, ông mới mới mua được 10 hộp trong này nhá. Đây. Hay đúng 10 hộp nhỉ? Đúng 10 hộp trong này nhá. Đấy, làm nhiệm vụ nào hình như được thêm một hai hộp nữa, nhưng đại loại đấy là 10 hộp trong đấy này. Đâu rồi? Đây. Ở đâu nhỉ? Bên này à? Mèo là bên này ông mới mua thêm bao nhiêu? Mua thêm 8 hộp. Tức là tổng là nó rơi vào khoảng độ dưới 20 hộp. Mà ông ấy đã quay được hồn vũ khí của Benimaru rồi các bạn ạ. Hên vách cả xoài. Cho nên là ban đầu ông ấy không chơi Benimaru. Ông ấy tính chơi vòng 2. Tính chơi vòng 2. Nhưng mà khốn nỗi, người tính ông không chơi tính. Đây đầu đầu mình cũng có Dulon. Dulon với Shingo thì các bạn bảo ăn làm sao được Dulon với Athena của đội bạn. Thì ông ấy thiếu con Athena, nó làm gì được. Mặc dù Clark mình thấy là hoàn toàn thành tốt nhiệm vụ, đấm chết tất cả Athena này, các bạn biết là như nào rồi. Nhưng mà khốn nỗi là team mấy ông này ông xem nhau quá nên là thua thiệt một hai vị trí, một vị trí cũng là thua rồi. Nhưng mà ông ấy ăn được Benimaru về hê nhá, méo rồi, may rồi, hợp team các bạn. Athena kết hợp với tất cả các loại team, nhưng mà Benimaru thì lại khác. Còn mình thì mình sẽ cho Benimaru nó bảo kê cho con Miss X đứng ngay sau Benimaru. Nó lại hợp con nhà bà Lý. Ôi, nó công nhận với các bạn là hồi team chuẩn nắp đồ ngon vào, nó hồi cái tầng sấm sét thì nhanh thật, hồi cứ phù phù luôn. Mình sẽ chơi là combo Benimaru kết hợp với Rap nhá. Đấy, nó hình thành một cái team chưa ai dùng đâu, tôi đảm bảo không chưa ai dùng. Nhưng mà công có khi nếu như mà ổn thì công cho phép tôi để ngày cuối. Vì tôi nói thật về công là server tôi, hội nó béo thiếu tiền, hội nó cũng béo thiếu kim cương đâu. Chủ yếu nó càng khinh rẻ con Benimaru này vì nó đang yếu quá. Vì thường thường các bạn ạ, người ta chơi không chơi Clark, người ta chơi Omiarugo, Dulon và Kula hàng sau. Thì Benimaru nó không hợp với bất kỳ một con nào trong hội đấy cả. Mà kể cả sau này ra chắc là đi được với Mi An, chứ Whip cũng không phù hợp. Cho nên là dùng con này hơi bị khó nên người ta không lấy. Thôi cứ lấy nhỉ. Dụ đội bạn lấy về, đội bạn đã có chỗ dùng. À họ lại quay sang vòng 2 mít thì chết. Thôi. Thôi tôi nói nha, tôi chắc là công xem thì công cũng biết rồi nhá. Để tôi làm thôi, công nghe nói thôi nhá, còn đâu để tôi làm đã nhá. Hẹn các bạn trong video tiếp theo. Benimaru thua đến tầm gần 50% chỉ số lực chiến mà các bạn ấy sống vẫn trâu đến cuối trận. Omegadogo nói thật với các bạn khóc bằng tiếng chó luôn. Méo ấy là ảo thật, nói chung nhiều quả ảo rượu thật ấy. Gameplay ảo thật, gameplay thật các bạn. Đây đang là trong cái thời kỳ phải nói là hay nhất của cái game này. Các bạn nào mà chưa có ạc chơi thì vào trong cái phần mua bán ạc của mình nhá, group mua bán ạc nhá. Đấy, mua trong đấy cũng có. Nhưng mà nhiều khi nick trong đấy nó không được đảm bảo đó, vì mình không check thông tin chuẩn ở đấy thì các bạn ấy mới đăng lên trên đấy, thì thông tin nó không đầy đủ. Còn đâu thì có cái nick ở trên kênh YouTube của mình ấy, một số nick ấy. Đấy, còn nhiều kim cương ấy, các bạn nào mà thích chơi Benimaru hoặc xây dựng đội hình thôi, những hội sau. Đấy, mà toàn tính toán đấy, thì xúc đi. Ạc đợt này đang ngon bổ rẻ lắm. Cái gì nhỉ? Đấy, sự kiện này thì sẽ còn diễn ra 3 ngày nữa, tính cả chiều ngày hôm nay, bắt đầu sang ngày thứ tư thì nó 7 ngày mà, nó còn 3 ngày nữa. Các bạn tha hồ mà tính toán nhé. Game đang trong giai đoạn phải nói là cực cuốn luôn. Ông ấy 8.000 kim cương này khả năng cao là hụt mèo rồi. Thì đợt chắc là cũng sẽ phải búp thêm đấy để phun mèo, nói chung rồi cũng phun mèo, áo hụt từ đâu mà. Mấy ông này mình biết áo hụt từ đâu mà. Thôi hẹn các bạn trong các clip tiếp theo.